Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Coder cần một mẫu laptop khủng hay là không? Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Đối với những bạn làm coder, làm code web ấy nhá, thì các bạn theo mình thấy thì không nhất thiết phải đầu tư cho bản thân một cấu hình nó quá khủng để làm gì cả. Các bạn chỉ đơn thuần chỉ là kiểu gõ web này, các tập lệnh thôi. Vậy thì tại sao các bạn lại phải chi một đống tiền mua một mẫu laptop về để làm gì? Mình không nói những các bạn cần chạy máy ảo này, các bạn làm thêm cả lập trình game nữa thì lúc đấy các bạn mới thực sự cần một mẫu laptop nó khủng khủng một chút. Còn với những bạn chỉ làm code web thôi thì mình nghĩ một mẫu laptop nó vừa tầm tiền là tốt nhất. Thì mình cũng đã có tham khảo một số người bạn của mình làm code thì laptop của họ dùng rất là bình thường thôi, không có điểm gì quá đặc biệt, thậm chí họ dùng những mẫu laptop mua cũ lại cơ. Vậy thì ở trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em chọn mẫu laptop làm sao để cho hợp lý nhất. Vậy thì lựa chọn laptop ra sao? Chắc chắn các bạn không chỉ làm mỗi code thôi, các bạn có thể làm các công việc khác, ví dụ như là giải trí này, xem phim này, hoặc là làm các bộ như kiểu Photoshop này, hoặc đơn thuần là chơi game. Mình có một người bạn nói với mình như này này: có 10 ông mua máy tính, mua học sinh viên ấy, 10 ông mua laptop về code thì 9,5 ông chơi game, còn 0,5 ông ấy thì còn làm việc nữa. Không, cái câu này rất là hay, mình chỉ nói vui vui tí thôi. Thì như mình đã nói ngay ban đầu, các bạn không phải lựa chọn một số tiền quá lớn để đầu tư cho laptop làm gì cả. Thì các bạn lựa chọn như nào? Đầu tiên là phần cấu hình. Các bạn có thể lựa chọn mẫu laptop sở hữu CPU Core i3 trở lên, Core i3 thế hệ thứ 8 trở lên. Tối ưu nhất thì các bạn có thể lựa chọn các CPU Core i5 hoàn toàn làm công việc như kiểu web, văn bản này, hay thậm chí làm các bộ công cụ đến từ Adobe như kiểu Photoshop, Illustrator, hoàn toàn là ổn định. Thì mức giá của những mẫu laptop này không quá cao, thường sẽ khởi động từ khoảng, mình nhớ là khoảng từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng là các bạn có mẫu laptop tương đối hấp dẫn rồi. RAM bao nhiêu là đủ? 4GB. 4GB vẫn dùng được, các bạn chỉ code web thôi mà vẫn được. Nhưng theo mình thì nên lựa chọn mẫu laptop có sẵn RAM từ 8GB để sử dụng đa các vụ. Các bạn có thể lướt web này hoặc là các bộ công cụ khác, chơi game, nói chung là làm những thứ đa nhiệm thì cần 8GB RAM. Các bạn không nhất thiết phải đầu tư một lượng RAM quá lớn để làm gì cả. 16GB cũng được nếu như anh em thường xuyên làm Photoshop này hay là Illustrator thì mới cần nhiều RAM thôi. Còn chuyển code web 8GB. Tin mình, SSD 100% SSD phải có. Bởi vì sao? Các bạn đã bực mình vì web lỗi rồi đúng không? Các bạn phải fix lỗi web rồi mà còn bực mình nữa vì máy không SSD, mở lâu 4GB mà khát SSD, mình thấy các bạn lâu cực kỳ luôn. Nên các bạn lựa chọn cái mẫu laptop có sẵn SSD hoặc có thể mua thêm một thanh SSD 120GB hoặc là một ổ SSD 120GB nếu như mẫu laptop của bạn chưa có SSD. Vẫn làm trong phần trải nghiệm, đó chính là về phần màn hình. Mình thấy thì có thể có một số bạn không quan trọng về phần màn hình, màn hình chỉ cần để nhìn để làm việc là được rồi. Tấm nền TN không vấn đề gì cả, nhưng mà theo mình, theo ý kiến cá nhân của mình thì bạn nên lựa chọn các màn hình có tấm nền IPS để làm gì, để cho dễ nhìn, để bảo vệ mắt. Các bạn đã nhìn cả ngày với cái màn hình rồi thì bạn có thể lựa chọn các màn hình tấm nền IPS để bảo vệ mắt, kiểu màu sắc dễ chịu hơn, mắt bạn đỡ mỏi hơn. Còn về phần cổng kết nối thì cái này tùy thuộc vào nhu cầu của các bạn thôi, các bạn cứ thấy đủ dùng là được. Mình sẽ tóm gọn lại toàn bộ những gì bạn quan tâm. Đầu tiên là bạn code web, đừng đầu tư một số tiền quá lớn vào máy đẹp gì. Cơ mà nếu mà chơi game nữa thì vẫn nên đầu tư. Tối ưu nhất, các bạn lựa chọn các mẫu laptop có CPU Core i5 thế hệ thứ 8 trở lên, có thể lựa chọn các phiên bản có cả độ họa rời nếu bạn muốn chơi game. Và cái thứ hai, RAM 8GB là tạm đủ rồi, SSD bắt buộc phải có để tối thiểu là 120GB. Chứ còn ông nào bây giờ còn tìm SSD 60GB nữa thì tôi cũng chịu thật sự luôn ấy. Và ba, nếu như kinh phí không phải vấn đề thì các bạn mua MacBook. Thật sự luôn, nếu như bạn kiểu tiền không phải vấn đề ấy, mua MacBook về code web sẽ là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Và mình sẽ để một đường link tư vấn miễn phí ở ngay dưới phần mô tả của video. Anh em chỉ cần cho chúng mình biết là nhu cầu sử dụng ra sao, các bạn cần code web hay lập trình web hay là làm bất kỳ một thứ gì đó, chúng mình sẽ gửi lại phản hồi cho anh em. Ok, anh em đừng quên bấm like, share, subscribe cho kênh YouTube. Hẹn gặp lại anh em những video sau.